Một căn nhà phố có vị trí cực kỳ đẹp, có thể kinh doanh văn phòng, công ty, tiệm nail, tiệm tóc, spa hoặc buôn bán online đều được nha quý anh chị. Video này cần giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà trong một khu dân cư Sài Gòn mới, khu phố 7 thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 2 km thôi. Và đây là con đường trước nhà, ô tô 6m thông dạng bàn cờ nha quý anh chị, cách đường chính chỉ 30m thôi. Và đây là mặt tiền của căn nhà với diện tích ngang 4 dài cho 17m, một trệt, 3 lầu. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển vào bên trong. Đầu tiên thì sẽ có một khoảng sân trước, quý anh chị có thể đạp xe hơi từ 4 chỗ đến 5 chỗ nha. Không gian phòng khách thì vô cùng sang trọng, được đặt kèm một bộ sofa. Trên thì có máy lạnh và điểm nhấn là một chiếc đèn chùm pha lê. Đối diện sofa là kệ tivi kết hợp nhiều ô kệ trang trí, cũng có đặt kèm chiếc tivi luôn nha quý anh chị. Tiếp đến là không gian bếp cũng vô cùng rộng rãi. Thì sảnh hành lang thì chúng ta có một khoảng dư này quý anh chị, trang trí một chiếc đàn piano hoặc một chiếc đu đều rất là tuyệt vời luôn nha. Tủ kệ bếp thì đầy đủ công năng sử dụng và được đặt kèm một bộ bàn ăn gồm 6 ghế ngồi. Sau cùng của căn nhà là khu vực giếng trời và một nhà vệ sinh. Cường xin mời quý anh chị chúng ta di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ. Cầu thang đi lên lầu thì cũng được ốp gỗ rất là đẹp nha quý anh chị, và đi cũng rất là nhẹ nhàng. Trên tầng 1 thì được thiết kế 2 phòng ngủ nha quý anh chị và sử dụng chung một nhà vệ sinh. Và đây là phòng ngủ phía trước, rộng khoảng 20m2, cũng có nội thất như giường ra này và kệ tivi và máy lạnh. Đặc biệt phòng này sở hữu một góc ban công thư giãn phía trước rộng khoảng 10m2. Thì xung quanh chúng ta nhìn là toàn là nhà cao tầng nha quý anh chị. Vị trí căn nhà là ngay đầu cổng khu dân cư cho nên là kinh doanh được nha. 3 phòng ngủ còn lại của căn nhà này thì đang được để trống nha quý anh chị. Trên tầng 3 thì gồm một phòng thờ, một sân thượng và một sân phơi. Và đây là thông tin của căn nhà, ngang 4 dài cho 17m, một trệt, 3 lầu gồm 4 phòng ngủ. Vị trí ngay đầu cổng khu dân cư Sài Gòn mới, khu phố 7 thị trấn Nhà Bè. Mặt tiền hẳn có thể kinh doanh văn phòng, công ty, tiệm tóc, tiệm nail, spa, tạp hóa đều được nha. Và cách quận 7 2 km nha quý anh chị. Và giá đang được chào bán là 6.400.000.000 vẫn còn thương lượng. Quý anh chị đến xem căn nhà này thì hãy liên hệ cho Cường qua số điện thoại 0937 889 880 và đừng quên đăng ký kênh để xem những video về nhà đẹp tiếp theo nha.